Hey, xin chào tất cả mọi người đến với kênh Ben Vlog. Hôm nay là mình sẽ dẫn cho các bạn đi thăm tổ chim nha. Tổ này lần trước mình đi bước măng thì thấy nó đã đẻ trứng rồi. Giờ thì cùng đi đi nào. Ok, mình đặt tại đây rồi. Giờ thì đi thôi nào. Mình sẽ cùng đi vào tổ chim phía trong này nha mọi người. Vừa trước mình vừa bước măng đây nè. Lần này thì mình sẽ đặt camera ở ngay chỗ tổ đó, xem thì con mẹ nó vẽ ấp hay là cho con ăn như thế nào. Uầy, sao cái gì thế này, có một cái giá rắn dài khổng lồ luôn mọi người ơi. Đấy, nó dài dài phải được gọi là cầm mét á, dài hơn người mình nữa. Đây là chưa có phần đầu của nó nè, xem người mình nè. Đó. Người mình là 1m7 nha, con này phải 2m. Đó là con rắn, con rắn gì sợ như cái đuôi diều á, cũng ở trong rừng rồi khác. Rất có con này nè. Khi nào ông rắn còn ở đây không? Chui vào cặn một cặn là chạy ngay tại chỗ. Sẽ bỏ camera cái tổ nó lại. Hy vọng lần này quay được nó về. Đây nha. Đây nè, tổ của nó nè. Lần này mình quay được rồi nha mọi người. Giờ mình sẽ đi ra nè. Rồi, mình thì trong lúc chờ đợi thì mình đã tìm được một tổng vàng nè. Tổng vàng thì con được 11 con nè. Con được 7 con trá. Con đó của nó đâu phải rơi á. Và cái tổ rắn này như lúc này các bạn thấy nha. Cực kỳ là dài lắm, chắc con mè nó phải to lắm. Các bạn nếu muốn theo dõi cái tổ chim này nữa ra sao thì hãy bấm đăng ký kênh của mình nha.
mình sẽ quay tiếp tục quay thử con nở khi nào. Rồi, tạm biệt mọi người nha. Đi nào, về nhà thôi.